Trấn Thành, Harry Won đặt may váy cưới. Theo tin từ vài nhà thiết kế, đôi nghệ sĩ đã đặt đồ cưới chuẩn bị cho hôn lễ dự kiến bí mật diễn ra vào ngày 25 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau một năm yêu nhau, Trấn Thành và Harry Won quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới của họ dự kiến sẽ diễn ra ở một trung tâm hội nghị tiệc cưới lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trấn Thành đã tìm đến những người quen trong làng thiết kế để đặt may áo cưới và tìm ekip chụp ảnh cưới. Nam MC diễn viên tỏ ra khá cầu kỳ, chăm chút cho ngày trọng đại. Bạn bè của cả hai cho biết tiệc cưới sẽ được thắt chặt an ninh ở mức tối đa để đảm bảo sự riêng tư cho cô dâu và chú rể. Trước đó có nguồn thông tin cho rằng hôn lễ của cả hai sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 11. Tuy nhiên, quản lý của Harry Won phủ nhận điều này và khẳng định nữ ca sĩ vẫn nhận lịch đi diễn ở Mỹ từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Còn Trấn Thành cũng một mực phủ nhận thông tin sắp kết hôn. Mới đây, Harry Won chia sẻ với báo chí về đám cưới trong mơ của cô. Đó là một bữa tiệc ấm cúng, có từ 100 đến 200 khách gồm bạn bè thân và gia đình. Tôi không thích làm rầm rộ, tôi sợ mời khách mà mang đến cho họ áp lực việc bỏ phong bì. Tôi mong mọi người đến bằng tấm lòng và chúc phúc cho chúng tôi. Mong ước là vậy, nhưng nhiều khi đến lúc cưới thật, tôi lại mời thật nhiều khách để chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời cũng nên. Còn Trấn Thành thì tâm sự, anh không dám nói trước điều gì vì nói trước sợ bước không qua. Trấn Thành và Harry Won công khai tình cảm vào dịp Tết năm 2016. Ngày 12 tháng 7 vừa qua, Trấn Thành đã cầu hôn bạn gái tại một nhà hàng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh sau khi cô vừa lưu diễn ở Mỹ về. Bên nhau không cách xa.